Chuyên mục Chân dung cán bộ hội viên. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Chân dung cán bộ hội viên kỳ này, tạp chí xin được gửi tới quý vị và các bạn bài Chàng trai khiếm thị giàu ý chí nghị lực, bài của tác giả Nguyễn Thị Ngợi, Hội Người Mù huyện Đông Anh. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chàng trai ấy là Trần Đức Nam ở thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh. Nam sinh ra trong một gia đình thuần nông nghiệp. Hiện nay, Nam đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Người Mù huyện Đông Anh. Từ khi sinh ra, Nam là một cậu bé bình thường với đôi mắt tinh anh và khuôn mặt khả ái. Cậu là niềm hạnh phúc và hạnh diện của cả gia đình. Khi đến tuổi đi học, ngày ngày Nam tung tăng cắp sách với các bạn cùng xóm. Khi còn học dưới mái trường tiểu học Xuân Nộn, là một cậu bé thông minh, hiền lành và ngoan ngoãn, Nam luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý. Khi có thời gian rảnh, Nam thường xuyên giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, đồng ruộng và bán những sản phẩm nông nghiệp của nhà làm ra. Nam còn giúp các bạn học yếu hơn trong lớp cùng tiến bộ. Năm nào, Nam cũng đạt học sinh giỏi và được đứng ở top đầu của lớp. Vào một ngày định mệnh, nghiệt ngã làm thay đổi cuộc đời. Năm 2002, khi Nam học lớp 4, cũng như mọi ngày, giờ ra chơi, cậu cùng chơi với các bạn trong sân trường. Không may, Nam bị ngã đập mặt xuống sân. Cậu đã bị chảy rất nhiều máu. Không những vậy, tai nạn ấy còn gây ra những hậu quả lâu dài là làm ảnh hưởng tới thị lực của Nam sau này. Mắt Nam đã bị mờ đi rất nhiều sau lần ngã ấy, dù gia đình Nam đã hết sức chạy chữa bằng nhiều phương pháp khác nhau cho con trai. Nhưng tới năm lớp 7, Nam bị mất ánh sáng hoàn toàn. Điều này khiến cậu không thể tiếp tục học chương trình phổ thông như các bạn học sinh bình thường. Đó thực sự là bước ngoặt khủng khiếp, là cú sốc lớn đối với Nam và gia đình. Nam tâm sự với tôi, thời gian đó em rất buồn, chán nản, sợ hãi và không dám ra ngoài. Nhiều lúc em chỉ muốn chết đi để quên hết mọi việc. Dù bố mẹ và bạn bè động viên em rất nhiều, nhưng em không thể xóa đi cái mặc cảm ấy. Mẹ Nam tâm sự với tôi, cô bỏ hết công việc hàng ngày để ở bên cạnh động viên và tìm nơi chữa mắt cho con. Ai chỉ chỗ nào có thầy thuốc hay thì ngay lập tức cô đưa Nam tới chữa, mong sao mang lại chút ánh sáng cho con mình. Nhưng mọi cố gắng của cô đều trở nên vô vọng. Các thầy thuốc đều lắc đầu trước tình trạng của Nam. Nhìn thấy bệnh tình của Nam ngày càng tệ, tâm trạng của Nam ngày càng xuống dốc, cô thấy buồn và bất lực, không biết làm sao để hạn chế bệnh tình của con và giúp con có lại niềm tin và động lực sống. Năm 2006, được người quen trong làng giới thiệu, Nam đến với Hội Người Mù Đông Anh. Khi biết ở hội có lớp học chữ Braille, Nam đã tham gia lớp và học chữ để viết tiếp ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình là tiếp tục được đi học. Ngày ngày, bất kể mưa nắng, mẹ đưa Nam lên hội học chữ. Không chỉ vậy, bên cạnh việc học tập trung ở lớp, Nam còn chủ động mượn tài liệu chữ nổi về luyện thêm ở nhà mỗi tối. Với sự kiên trì và nỗ lực không biết mệt mỏi, Nam đã có thể sử dụng thành thạo chữ Braille chỉ sau 2 tháng. Sau đó, Nam lại tiếp tục xin đi học hệ bổ túc văn hóa cho học sinh khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Những ngày đầu mới đi học, vì Nam chưa quen đường đi lối lại, mỗi cuối tuần, bố mẹ Nam vẫn phải vượt gần 30 km để đưa đón cậu đi học. Nhưng chỉ sau khoảng 2 tháng, Nam đã xin bố mẹ cho tự đi xe buýt đi học. Không những vậy, song song với việc học văn hóa vào các cuối tuần tại trường Nguyễn Văn Tố, Nam còn học thêm lớp tiếng Anh, lớp tin học và một số lớp nghề do hội tổ chức.
Nam rất năng động, từ năm 15 tuổi, Nam đã có thể đi làm nghề xoa bóp bấm huyệt tại Quận hội Người mù Cầu Giấy vào các buổi tối để có thêm tiền trang trải cho chi phí sinh hoạt và học tập. Năm 2011, Nam còn được Huyện hội Người mù Đông Anh giao cho vị trí chi hội trưởng, chi hội năm phụ trách 3 xã Xuân Nộn, Thụy Lâm và Vân Hà. Dù tuổi còn trẻ nhưng cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi hội năm đạt danh hiệu chi hội xuất sắc và được khen thưởng hàng năm. Cứ như vậy, Nam hoàn thành chương trình phổ thông trung học và tiếp tục học hệ đào tạo từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội. Những khó khăn và Nam phải đối mặt thực sự đã tăng lên bội phần bởi chương trình học thì nhiều mà không hề có tài liệu bằng chữ Braille. Để hoàn thành tốt việc học của mình, bên cạnh nghe giảng và ghi bài đầy đủ, Nam còn chủ động tìm tài liệu tham khảo và nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thầy cô và các bạn cùng lớp đã đọc lại tài liệu để Nam có thể ghi lại bằng chữ Braille. Mọi nỗ lực của cậu và sự tận tâm của gia đình, thầy cô, bạn bè của Nam đã được đền đáp khi Nam hoàn thành khóa học đúng hạn với tấm bằng giỏi. Bằng ý chí vươn lên, vượt qua số phận, chiến thắng tật nguyền trong mọi lĩnh vực, Nam đã làm chủ được bản thân, tự tin, lạc quan và đã có một cơ ngơi 3 tầng, khang trang sạch sẽ bằng nguồn vốn tích lũy của bản thân. Qua đó, Nam còn được nhận rất nhiều giấy khen bằng khen do Thành hội và Huyện hội, Ủy ban Nhân dân huyện trao tặng. Đặc biệt, Nam còn được vinh danh là 10 hội viên tiêu biểu trong Festival Niềm tin và Ánh sáng của Thành hội Người mù Hà Nội và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức. Cuối năm 2017, Huyện hội Người mù Đông Anh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 12, Nam được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch hội. Với các kiến thức, kỹ năng được trang bị trong suốt những năm học văn hóa và làm dịch vụ xoa bóp bấm huyệt, đồng thời cùng sự nhiệt tình, tâm huyết của bản thân. Cho tới nay, Nam đã có những đóng góp đáng kể trong việc tổ chức các buổi sinh hoạt hội viên cũng như kêu gọi nhà tài trợ đóng cho quỹ chung của hội. Nam trở thành cánh tay phải của bác hội trưởng. Tôi tin rằng với tuổi trẻ, nhiệt huyết và kiến thức của mình, Nam sẽ thúc đẩy các phong trào và hoạt động của hội ngày càng đi lên để Hội Người mù huyện Đông Anh có thể sánh vai với các quận huyện hội khác trong thành phố. Nguyễn Thị Ngợi.